Em Quang Vững xin kính chào quý bác. Hôm nay xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Odo 57 8 búa 8 côn, máy 24 đời 57 thưa các bác. Một chiếc đồng hồ được sưu tầm nguyên chiếc từ đất nước Pháp về, được ra đời sản xuất khoảng 1930 thưa các bác. Nó có kích thước chiều cao là 58cm và chiều ngang là 49cm. Em để cái mã là 1910 để bác theo dõi. Và đây là một chiếc đồng hồ có cái bộ diện rất đặc biệt và cực kỳ đẹp thưa các bác. Bên trên được chạm hoa hồng, bên dưới hai cái đuôi cũng được chạm hoa hồng. Và đặc biệt là hơn nữa là cái kính vẽ thủy của nó là kính thiên thần quả chuông. Liên cái kính này có giá trị rất là cao thưa các bác nào sưu tầm những chiếc đồng hồ đặc biệt thì các bác thấy thường thường cái kính này nó hay nằm ở những cái chiếc thùng đồng hồ bao buồng bốn bông. Đấy, nhưng cái kính này nằm ở chiếc đồng hồ này bác nhé. Đấy, giá trị hiện tại bây giờ nó khoảng 20 triệu ở kính này bác ạ. Mặt bát sắc nằm số nồi chân cài, kim là kim mắt ngỗng. Đấy, rất tuyệt vời. Và đây không ạ, rất đẹp cho chiếc đồng hồ về cái bộ diện này. Rất là trang trọng và cực kỳ quý thái khi mà các bác treo trong ngôi nhà của các bác. Vân gỗ nổi lên rất là đẹp đối xứng với nhau. Bác nhìn đây. Đấy, vân gỗ nổi lên rất là đẹp luôn. Thì bây giờ em sẽ mở bên trong đây. Bác nhìn bên trong thì giấy tờ của nó còn nguyên này. Khóa lên cót này. Đó. Số nổi này, bác nhìn này. Made in phanh. Thì cái mã số này lâu ngày thì cái lớp nền này này hơi bị dấu chóc một chút rồi, nhưng không sao, nó còn tình trạng rất đẹp. Vấn đề là nguyên bản thưa các bác. Củ gông 101 cũng xoáy này, có 8 côn, trong đó có 1 côn đồng và 8 côn thép. Chơi vào nhà khuếp minh tơn 15 phút để nhạc một lần. Mời bác thưởng âm luôn. Thấy âm hay và tuyệt vời không ạ? Dòng 57 thì nó cho âm thanh rất là chắc chắn và rất là ngân nga. Thì bây giờ sẽ tháo bộ máy này ra. Bác nhìn cái bộ máy của nó, chiếc đồng hồ này bác nhá. Hai bên nó có hai cái ốc cò thì mình tháo ra. Đó. Em xin đặt cái điện thoại dưới nào. Lúc bộ máy này ra. Mời bác xem. Đấy, đây là bộ máy của nó này. Bộ máy 57 ba vách hoa dâu. Đây, cái chuyện Odo được dập ở đây bác nhá. Máy 24, máy 24 dập ở đây. Đó. Bác nhìn đây là bộ máy led so nhá. Tức là nó có cái lò so ở đây, người ta gọi là bộ máy led so. Thì nhiều bác rất là thích cái máy led so này. Thì đa phần nó sẽ là máy nhíp, nhưng mà đây là bộ máy led so. Đây là bộ côn của nó, bác nhìn này. Bộ côn của nó rất là đẹp, cho âm thanh rất là ngân nga và cực kỳ hay. Em xin đặt cái điện thoại xuống dưới này và lắp lại cái đồng hồ này cũ thì bác. Đó. Ở trên đây em cũng vẫn đang giới thiệu đến các bác ở một chiếc đồng hồ Odo 57 8 côn 8 búa, máy 24 đời 57, máy led so. Đặc biệt ở chiếc đồng hồ này nó có cái bộ diện rất là đẹp, mặt bát sắc nằm xuống nồi chân cài kim mắt ngỗng, bên dưới là kính vế thủy quả chuông giá trị rất là cao, và thùng thì nổi vân quyền quận bác nhìn đây, và chạm trổ hoa văn rất là nhiều. Và em xin nhắc lại cái mã em để là 1910, chiều cao 58cm, chiều ngang là 49cm. Xin giao lưu là 60 triệu. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ cổ Quang Vững với chiếc Odo 57 8 côn 8 búa này.